Thưa quý vị, xác định du lịch là ngành kinh tế trọng điểm của Đà Nẵng. Trong thời gian qua, thành phố đã tích cực xây dựng những sản phẩm mới hấp dẫn, nhất là sản phẩm du lịch về đêm khác biệt, để du khách có thể tham quan, vui chơi 24/24 giờ tại thành phố, tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch, qua đó tạo sức hút điểm đến đối với du khách trong và ngoài nước, khẳng định vị thế du lịch thành phố. Bãi biển đêm Mỹ An đã chính thức đi vào hoạt động, gồm nhiều hoạt động hấp dẫn như dịch vụ xe lưu động thức ăn nhanh, nước giải khát, massage trị liệu, chiếu phim trên bãi biển. Các chương trình sự kiện âm nhạc diễn ra hàng đêm tại sân khấu sự kiện ngoài trời được phép hoạt động phục vụ khách với khung thời gian 24/24 giờ. Với những hoạt động như vậy, vào dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua, đông đảo người dân và du khách đã đến bãi biển đêm Mỹ An để vui chơi và thư giãn. Chúng tôi đã đi lên bán đảo Sơn Trà, rất tuyệt vời, rồi vui chơi ở bãi biển và giờ đây là thưởng thức nhạc sống ở đây, rất tuyệt. Không khí thì rất là sôi động, mát mẻ, trong lành nữa, và giá cả dịch vụ thì rất là ok. Thật là mình thấy rất vui và mừng khi mà thấy cái bãi biển mình được hồi sinh một cách mạnh mẽ như vậy. Đà Nẵng với lợi thế là thành phố có bãi biển, là một trong số bãi biển đẹp nhất hành tinh. Việc xây dựng sản phẩm bãi biển đêm Mỹ An là định hướng đúng đắn của thành phố với lợi thế có sẵn này. Đây cũng được kỳ vọng là sản phẩm phát triển kinh tế ban đêm của thành phố. Đặc biệt hơn, bãi biển đêm này còn kết nối với phố du lịch An Thượng gần kề. Nơi này là khu phố Tây của Đà Nẵng. Nó sẽ tạo ra một cái không gian hoàn toàn mới và có thể có cái sự trải nghiệm từ khu phố An Thượng mà chúng ta đi bộ ra biển, hoặc là từ dưới biển thì du khách có thể đi ngược về khu phố An Bộ để có thể có những cái sự mua sắm ở trong khu phố đó, hoặc là trải nghiệm những cái nét văn hóa riêng của Đà Nẵng ở trong khu phố An Thượng. Để phát triển kinh tế ban đêm bền vững, thành phố cũng tổ chức kêu gọi đầu tư, triển khai các dự án, ưu tiên xây dựng một số khu tổ hợp giải trí ban đêm riêng biệt, tách biệt khu dân cư, quy mô lớn và đẳng cấp. Trong đó, khu công viên dịch vụ giải trí thể thao biển Đà Nẵng, Dana Beach, được làm mới nhiều hoạt động, đang là điểm đến lý tưởng của nhiều du khách về đêm. Du khách tới đây là thường người ta thích ngồi ngắm biển, nghe nhạc, chương trình đi nhạc DJ, ca sĩ. Mình sẽ liên tục thay đổi những cái chương trình liên tục. Ngoài trên của mình thì mình còn tổ chức những chương trình lớn, sân khấu lớn ngoài trời dưới biển nữa. Với đề án phát triển kinh tế ban đêm tại thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng sẽ phát triển kinh tế về đêm với thương hiệu Đêm Đà Nẵng, Đà Nẵng By Night, với các dịch vụ hoạt động về đêm lung linh, nhiều màu sắc, các hoạt động dọc sông Hàn xen lẫn nét thơ mộng, hiện đại và các bờ biển dài của Đà Nẵng. Hiện nay, thành phố đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế đêm, ngành du lịch và một số ngành đang tham mưu xây dựng chương trình kịch bản cụ thể. Phát triển kinh tế ban đêm không chỉ tạo điểm đến du lịch khác biệt cho Đà Nẵng, mà còn nâng cao thu nhập và đời sống của người dân, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố.